Để bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh chưa tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông 2006, thí sinh lớp 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và các năm trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ có đề thi riêng cho những thí sinh này. Theo phương án dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ có hai bộ đề thi, gồm một bộ đề thi cho thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và một bộ đề thi cho thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2006. Việc tổ chức thi cho những thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 được áp dụng theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Với các thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ có quy chế mới. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 để áp dụng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 với đối tượng thí sinh học thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sẽ xin ý kiến rộng rãi dư luận xã hội và tiếp thu chỉnh sửa để có thể ban hành trong tháng 11 năm 2024.